Lại nữa, thiện hiện, kẻ ác hữu của Đại Bồ Tát nếu chẳng nói việc của ma, tội lỗi của ma, thì có ác ma hiện làm hình cha mẹ đi đến chỗ Đại Bồ Tát bảo rằng: Này con nên siêng năng cầu chứng quả dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán, đủ để được vĩnh viễn xa lìa đại khổ sanh tử, mau chứng niết bàn cứu cánh an lạc. Cần gì phải cầu đạt quả vị giác ngộ xa xôi? Người cầu giác ngộ cần phải trải qua vô lượng vô số đại kiếp luân hồi sanh tử, giáo hóa hữu tình, xả thân xả mạng, chặt đứt các bộ phận cơ thể, chỉ tự chuốc lấy sự lao khổ. Con mang ơn của ai? Việc cầu giác ngộ của con hoặc là đạt được, hoặc là chẳng đạt được. Thiện hiện, đó là ác hữu của Đại Bồ Tát, vì nếu chẳng nói những việc như vậy thì đã giác ngộ rồi. Nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa bị sự dẫn dắt của ác hữu này, thì nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi hùng, có sự sợ sệt. Lại nữa, thiện hiện, kẻ ác hữu của Đại Bồ Tát nếu chẳng nói việc của ma, tội lỗi của ma, thì có ác ma hiện làm hình các bí xô đi đến chỗ Đại Bồ Tát, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng thường vô thường của sắc có thể nắm bắt được, nói cái tướng thường vô thường của thọ tưởng hành thức có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng lạc khổ của sắc có thể nắm bắt được, nói cái tướng lạc khổ của thọ tưởng hành thức có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng ngã vô ngã của sắc có thể nắm bắt được, nói cái tướng ngã vô ngã của thọ tưởng hành thức có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng tịnh bất tịnh của sắc có thể nắm bắt được, nói cái tướng tịnh bất tịnh của thọ tưởng hành thức có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng không bất không của sắc có thể nắm bắt được, nói cái tướng không bất không của thọ tưởng hành thức có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng vô tướng hữu tướng của sắc có thể nắm bắt được, nói cái tướng vô tướng hữu tướng của thọ tưởng hành thức có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của sắc có thể nắm bắt được, nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của thọ tưởng hành thức có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của sắc có thể nắm bắt được, nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của thọ tưởng hành thức có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng viễn ly bất viễn ly của sắc có thể nắm bắt được, nói cái tướng viễn ly bất viễn ly của thọ tưởng hành thức có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng thường vô thường của nhãn xứ có thể nắm bắt được, nói cái tướng thường vô thường của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng lạc khổ của nhãn xứ có thể nắm bắt được, nói cái tướng lạc khổ của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng ngã vô ngã của nhãn xứ có thể nắm bắt được, nói cái tướng ngã vô ngã của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng tịnh bất tịnh của nhãn xứ có thể nắm bắt được, nói cái tướng tịnh bất tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng không bất không của nhãn xứ có thể nắm bắt được, nói cái tướng không bất không của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng vô tướng hữu tướng của nhãn xứ có thể nắm bắt được, nói cái tướng vô tướng hữu tướng của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của nhãn xứ có thể nắm bắt được, nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của nhãn xứ có thể nắm bắt được, nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng viễn ly bất viễn ly của nhãn xứ có thể nắm bắt được, nói cái tướng viễn ly của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng thường vô thường của sắc xứ có thể nắm bắt được, nói cái tướng thường vô thường của thanh hương vị xúc pháp xứ có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng lạc khổ của sắc xứ có thể nắm bắt được, nói cái tướng lạc khổ của thanh hương vị xúc pháp xứ có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện,
Nói cái tướng ngã vô ngã của sắc xứ có thể nắm bắt được. Nói cái tướng ngã vô ngã của thanh hương vị xúc pháp xứ có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng tịnh bất tịnh của sắc xứ có thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịnh bất tịnh của thanh hương vị xúc pháp xứ có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng không bất không của sắc xứ có thể nắm bắt được. Nói cái tướng không bất không của thanh hương vị xúc pháp xứ có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng vô tướng hữu tướng của sắc xứ có thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô tướng hữu tướng của thanh hương vị xúc pháp xứ có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của sắc xứ có thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của thanh hương vị xúc pháp xứ có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của sắc xứ có thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của thanh hương vị xúc pháp xứ có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng viễn ly bất viễn ly của sắc xứ có thể nắm bắt được. Nói cái tướng viễn ly của thanh hương vị xúc pháp xứ có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng thường vô thường của nhãn giới có thể nắm bắt được. Nói cái tướng thường vô thường của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng là khổ của nhãn giới có thể nắm bắt được. Nói cái tướng là khổ của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng ngã vô ngã của nhãn giới có thể nắm bắt được. Nói cái tướng ngã vô ngã của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng tịnh bất tịnh của nhãn giới có thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịnh bất tịnh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng không bất không của nhãn giới có thể nắm bắt được. Nói cái tướng không bất không của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng vô tướng hữu tướng của nhãn giới có thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô tướng hữu tướng của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của nhãn giới có thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của nhãn giới có thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ cho nhãn xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng viễn ly của nhãn giới có thể nắm bắt được. Nói cái tướng viễn ly của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ cho nhãn xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng thường vô thường của nhĩ giới có thể nắm bắt được. Nói cái tướng thường vô thường của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng lạc khổ của nhĩ giới có thể nắm bắt được. Nói cái tướng lạc khổ của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng ngã vô ngã của nhĩ giới có thể nắm bắt được. Nói cái tướng ngã vô ngã của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng tịnh bất tịnh của nhĩ giới có thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịnh bất tịnh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng không bất không của nhĩ giới có thể nắm bắt được. Nói cái tướng không bất không của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng vô tướng hữu tướng của nhĩ giới có thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô tướng hữu tướng của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra có thể nắm bắt được.
lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của nhĩ giới có thể nắm bắt được, nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của nhĩ giới có thể nắm bắt được, nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng viễn ly bất viễn ly của nhĩ giới có thể nắm bắt được, nói cái tướng viễn ly của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng thường vô thường của tỷ giới có thể nắm bắt được, nói cái tướng thường vô thường của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng lạc khổ của tỷ giới có thể nắm bắt được, nói cái tướng lạc khổ của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng ngã vô ngã của tỷ giới có thể nắm bắt được, nói cái tướng ngã vô ngã của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng tịnh bất tịnh của tỷ giới có thể nắm bắt được, nói cái tướng tịnh bất tịnh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng không bất không của tỷ giới có thể nắm bắt được, nói cái tướng không bất không của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng vô tướng hữu tướng của tỷ giới có thể nắm bắt được, nói cái tướng vô tướng hữu tướng của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của tỷ giới có thể nắm bắt được, nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của tỷ giới có thể nắm bắt được, nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng viễn ly của tỷ giới có thể nắm bắt được, nói cái tướng viễn ly của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng thường vô thường của thiệt giới có thể nắm bắt được, nói cái tướng thường vô thường của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng lạc khổ của thiệt giới có thể nắm bắt được, nói cái tướng lạc khổ của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng ngã vô ngã của thiệt giới có thể nắm bắt được, nói cái tướng ngã vô ngã của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng tịnh bất tịnh của thiệt giới có thể nắm bắt được, nói cái tướng tịnh bất tịnh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng không bất không của thiệt giới có thể nắm bắt được, nói cái tướng không bất không của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng vô tướng hữu tướng của thiệt giới có thể nắm bắt được, nói cái tướng vô tướng hữu tướng của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của thiệt giới có thể nắm bắt được, nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của thiệt giới có thể nắm bắt được, nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được,
lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng viễn ly bất viễn ly của thiệt giới có thể nắm bắt được, nói cái tướng viễn ly bất viễn ly của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng thường vô thường của thân giới có thể nắm bắt được, nói cái tướng thường vô thường của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng lạc khổ của thân giới có thể nắm bắt được, nói cái tướng lạc khổ của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng ngã vô ngã của thân giới có thể nắm bắt được, nói cái tướng ngã vô ngã của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng tịnh bất tịnh của thân giới có thể nắm bắt được, nói cái tướng tịnh bất tịnh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng không bất không của thân giới có thể nắm bắt được, nói cái tướng không bất không của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng vô tướng hữu tướng của thân giới có thể nắm bắt được, nói cái tướng vô tướng hữu tướng của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của thân giới có thể nắm bắt được, nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của thân giới có thể nắm bắt được, nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng viễn ly bất viễn ly của thân giới có thể nắm bắt được, nói cái tướng viễn ly bất viễn ly của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng thường vô thường của ý giới có thể nắm bắt được, nói cái tướng thường vô thường của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng lạc khổ của ý giới có thể nắm bắt được, nói cái tướng lạc khổ của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng ngã vô ngã của ý giới có thể nắm bắt được, nói cái tướng ngã vô ngã của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng tịnh bất tịnh của ý giới có thể nắm bắt được, nói cái tướng tịnh bất tịnh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng không bất không của ý giới có thể nắm bắt được, nói cái tướng không bất không của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng vô tướng hữu tướng của ý giới có thể nắm bắt được, nói cái tướng vô tướng hữu tướng của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của ý giới có thể nắm bắt được, nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của ý giới có thể nắm bắt được, nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng viễn ly bất viễn ly của ý giới có thể nắm bắt được, nói cái tướng viễn ly bất viễn ly của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng thường vô thường của địa giới có thể nắm bắt được, nói cái tướng thường vô thường của thủy hỏa phong không thức giới có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng lạc khổ của địa giới có thể nắm bắt được,
nói cái tướng là khổ của thủy hỏa phong không thức giới có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng ngã vô ngã của địa giới có thể nắm bắt được. Nói cái tướng ngã vô ngã của thủy hỏa phong không thức giới có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng tịnh bất tịnh của địa giới có thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịnh bất tịnh của thủy hỏa phong không thức giới có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng không bất không của địa giới có thể nắm bắt được. Nói cái tướng không bất không của thủy hỏa phong không thức giới có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng vô tướng hữu tướng của địa giới có thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô tướng hữu tướng của thủy hỏa phong không thức giới có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của địa giới có thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của thủy hỏa phong không thức giới có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của địa giới có thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của thủy hỏa phong không thức giới có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng viễn ly bất viễn ly của địa giới có thể nắm bắt được. Nói cái tướng viễn ly của thủy hỏa phong không thức giới có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng thường vô thường của thánh đế khổ có thể nắm bắt được. Nói cái tướng thường vô thường của thánh đế tập diệt đạo có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng lạc khổ của thánh đế khổ có thể nắm bắt được. Nói cái tướng lạc khổ của thánh đế tập diệt đạo có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng ngã vô ngã của thánh đế khổ có thể nắm bắt được. Nói cái tướng ngã vô ngã của thánh đế tập diệt đạo có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng tịnh bất tịnh của thánh đế khổ có thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịnh bất tịnh của thánh đế tập diệt đạo có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng không bất không của thánh đế khổ có thể nắm bắt được. Nói cái tướng không bất không của thánh đế tập diệt đạo có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng vô tướng hữu tướng của thánh đế khổ có thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô tướng hữu tướng của thánh đế tập diệt đạo có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của thánh đế khổ có thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của thánh đế tập diệt đạo có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của thánh đế khổ có thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của thánh đế tập diệt đạo có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng viễn ly của thánh đế khổ có thể nắm bắt được. Nói cái tướng viễn ly của thánh đế tập diệt đạo có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng thường vô thường của vô minh có thể nắm bắt được. Nói cái tướng thường vô thường của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng lạc khổ của vô minh có thể nắm bắt được. Nói cái tướng lạc khổ của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng ngã vô ngã của vô minh có thể nắm bắt được. Nói cái tướng ngã vô ngã của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng tịnh bất tịnh của vô minh có thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịnh bất tịnh của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng không bất không của vô minh có thể nắm bắt được. Nói cái tướng không bất không của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng vô tướng hữu tướng của vô minh có thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô tướng hữu tướng của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của vô minh có thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của hành thức danh sắc lục xứ
Xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của vô minh có thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng viễn ly bất viễn ly của vô minh có thể nắm bắt được. Nói cái tướng viễn ly bất viễn ly của hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng thường vô thường của bốn tịnh lự có thể nắm bắt được. Nói cái tướng thường vô thường của bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng lạc khổ của bốn tịnh lự có thể nắm bắt được. Nói cái tướng lạc khổ của bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng ngã vô ngã của bốn tịnh lự có thể nắm bắt được. Nói cái tướng ngã vô ngã của bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng tịnh bất tịnh của bốn tịnh lự có thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịnh bất tịnh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng không bất không của bốn tịnh lự có thể nắm bắt được. Nói cái tướng không bất không của bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng vô tướng hữu tướng của bốn tịnh lự có thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô tướng hữu tướng của bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của bốn tịnh lự có thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của bốn tịnh lự có thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng viễn ly bất viễn ly của bốn tịnh lự có thể nắm bắt được. Nói cái tướng viễn ly của bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng thường vô thường của bốn niệm trụ có thể nắm bắt được. Nói cái tướng thường vô thường của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng lạc khổ của bốn niệm trụ có thể nắm bắt được. Nói cái tướng lạc khổ của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng ngã vô ngã của bốn niệm trụ có thể nắm bắt được. Nói cái tướng ngã vô ngã của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng tịnh bất tịnh của bốn niệm trụ có thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịnh bất tịnh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng không bất không của bốn niệm trụ có thể nắm bắt được. Nói cái tướng không bất không của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng vô tướng hữu tướng của bốn niệm trụ có thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô tướng hữu tướng của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của bốn niệm trụ có thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của bốn niệm trụ có thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng viễn ly của bốn niệm trụ có thể nắm bắt được. Nói cái tướng viễn ly của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện,
nói cái tướng thường vô thường của pháp môn giải thoát không có thể nắm bắt được, nói cái tướng thường vô thường của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng lạc khổ của pháp môn giải thoát không có thể nắm bắt được, nói cái tướng lạc khổ của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng ngã vô ngã của pháp môn giải thoát không có thể nắm bắt được, nói cái tướng ngã vô ngã của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng tịnh bất tịnh của pháp môn giải thoát không có thể nắm bắt được, nói cái tướng tịnh bất tịnh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng không bất không của pháp môn giải thoát không có thể nắm bắt được, nói cái tướng không bất không của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng vô tướng hữu tướng của pháp môn giải thoát không có thể nắm bắt được, nói cái tướng vô tướng hữu tướng của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của pháp môn giải thoát không có thể nắm bắt được, nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của pháp môn giải thoát không có thể nắm bắt được, nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng viễn ly bất viễn ly của pháp môn giải thoát không có thể nắm bắt được, nói cái tướng viễn ly bất viễn ly của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng thường vô thường của bố thí ba la mật đa có thể nắm bắt được, nói cái tướng thường vô thường của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng lạc khổ của bố thí ba la mật đa có thể nắm bắt được, nói cái tướng lạc khổ của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng ngã vô ngã của bố thí ba la mật đa có thể nắm bắt được, nói cái tướng ngã vô ngã của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng tịnh bất tịnh của bố thí ba la mật đa có thể nắm bắt được, nói cái tướng tịnh bất tịnh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng không bất không của bố thí ba la mật đa có thể nắm bắt được, nói cái tướng không bất không của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng vô tướng hữu tướng của bố thí ba la mật đa có thể nắm bắt được, nói cái tướng vô tướng hữu tướng của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của bố thí ba la mật đa có thể nắm bắt được, nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của bố thí ba la mật đa có thể nắm bắt được, nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng viễn ly bất viễn ly của bố thí ba la mật đa có thể nắm bắt được, nói cái tướng viễn ly bất viễn ly của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng thường vô thường của năm loại mắt có thể nắm bắt được, nói cái tướng thường vô thường của sáu phép thần thông có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng lạc khổ của năm loại mắt có thể nắm bắt được, nói cái tướng lạc khổ của sáu phép thần thông có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng ngã vô ngã của năm loại mắt có thể nắm bắt được, nói cái tướng ngã vô ngã của sáu phép thần thông có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng tịnh bất tịnh của năm loại mắt có thể nắm bắt được, nói cái tướng tịnh bất tịnh của sáu phép thần thông có thể nắm bắt được, lấy cái có sở đắc làm phương tiện,
Nói cái tướng không bất không của năm loại mắt có thể nắm bắt được. Nói cái tướng không bất không của sáu phép thần thông có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện. Nói cái tướng vô tướng hữu tướng của năm loại mắt có thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô tướng hữu tướng của sáu phép thần thông có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của năm loại mắt có thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của sáu phép thần thông có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của năm loại mắt có thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của sáu phép thần thông có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng viễn ly bất viễn ly của năm loại mắt có thể nắm bắt được. Nói cái tướng viễn ly của sáu phép thần thông có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng thường vô thường của mười lực của Phật có thể nắm bắt được. Nói cái tướng thường vô thường của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng lạc khổ của mười lực của Phật có thể nắm bắt được. Nói cái tướng lạc khổ của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng ngã vô ngã của mười lực của Phật có thể nắm bắt được. Nói cái tướng ngã vô ngã của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng tịnh bất tịnh của mười lực của Phật có thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịnh bất tịnh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng không bất không của mười lực của Phật có thể nắm bắt được. Nói cái tướng không bất không của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng vô tướng hữu tướng của mười lực của Phật có thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô tướng hữu tướng của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của mười lực của Phật có thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của mười lực của Phật có thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng viễn ly của mười lực của Phật có thể nắm bắt được. Nói cái tướng viễn ly của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể nắm bắt được. Thiện hiện đó là ác hữu của Đại Bồ Tát, vì nếu chẳng nói những việc như vậy thì Đại Bồ Tát đã được giác ngộ rồi. Nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa bị sự dẫn dắt của ác hữu này thì nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi hùng, có sự sợ sệt. Lại nữa, thiện hiện, kẻ ác hữu của Đại Bồ Tát nếu chẳng nói đến việc của ma, tội lỗi của ma, thì có ác ma hiện làm hình Đại Bồ Tát đi đến chỗ Đại Bồ Tát, khuyên quán cái không nội có sở đắc, khuyên quán cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh có sở đắc.
Khuyên tu bốn tịnh lự có sở đắc, khuyên tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc có sở đắc, khuyên tu bốn niệm trụ có sở đắc, khuyên tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo có sở đắc, khuyên tu pháp môn giải thoát không có sở đắc, khuyên tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có sở đắc, khuyên tu bố thí ba la mật đa có sở đắc, khuyên tu tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa có sở đắc, khuyên tu năm loại mắt có sở đắc, khuyên tu sáu phép thần thông có sở đắc, khuyên tu mười lực của Phật có sở đắc, khuyên tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có sở đắc. Thiện hiện đó là ác hữu của Đại Bồ Tát, vì nếu chẳng nói những việc như vậy thì Đại Bồ Tát đã được giác ngộ rồi. Nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa bị sự dẫn dắt của ác hữu này, thì nghe nói bát nhã ba la mật đa thâm sâu như vậy, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi hùng, có sự sợ sệt. Vì vậy, Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, đối với các ác hữu phải mau xa lìa.